Bạch Thầy, chúng con rất tâm đắc, rất tâm đắc cho cái ý tưởng của Thầy về cái việc mà Phật giáo Việt Nam là tục hậu. Thì chúng con thắc mắc không biết là ý tưởng đó Thầy phải cho đăng báo được hay không? Và Thầy có quảng bá giống như Thầy đã nói cái vừa rồi ở tại Mỹ hay không? Cảm ơn sự quan tâm của câu hỏi. Vấn đề này nếu nhớ không lầm á, thì tôi đã chia sẻ đó không dưới 100 lần ở trong nước cũng như là mỗi khi có dịp ở nước ngoài. Tôi chia sẻ nhiều đến độ đó có một số người ngộ nhận rằng là tôi đã phá các tổ sư Trung Hoa, đã phá các tổ sư Tịnh Độ Tông, đã phá các tổ sư Đại Thừa. Tôi không bao giờ dám cả gan như thế, vì cái đóng góp của các ngài ấy đó, mình học cả một kiếp người hoặc là nhiều kiếp và không xong. Tôi chỉ nói về cái việc làm đạo của chúng ta ngày nay kém hiệu quả thôi. Mà theo cái phân tích chủ quan của tôi đó, là do vì đó các bài kinh trong các nghi thức được Phật giáo Trung Quốc chọn vào đề thanh, mà Việt Nam nhập cả quyển si bằng phiên âm trước đây và bây giờ đó là phiên dịch đó, chỉ dừng lại ở cầu an, cầu siêu, thần chú, rồi cầu nguyện hết. Đang khi về phương diện minh triết á, thì Đức Phật đã dạy những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, thì ít khi được đề cập và đính kèm trong các nghi thức tụng niệm hàng ngày. Năm 1992 khi tôi làm công việc này và sau 2 năm thì hoàn tất cái quyển kinh tụng hàng ngày, thì lúc đó tôi được tặng một cái quyển của sư ông Nhất Hạnh, nghi thức làng Mai Đại Toàn ấn bản đầu tiên. Thì vào tôi thấy rằng là cái điều mình đang làm vô tình trùng với bậc cao tăng, và đó tôi mới bổ sung thêm 2 bài kinh, đó là kinh Đại Niệm Xứ vào trong cái nghi thức của tôi để có thêm yếu tố của thiền. Thì nghi thức của làng Mai Đại Toàn đó nó gồm có 20 mấy bài kinh, mà theo tôi đó cái gu tâm linh dành cho Phật tử tại gia đó là rất thích hợp đọc vào những bài kinh này, và xuất xứ của nó là từ kinh điển Pali và Đại Thừa đó, sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về Đức Phật cũng như những đóng góp to lớn của Ngài cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, và gợi mở chúng ta về những phương pháp tu mà bất kỳ ai có thực tập đó, đều có được kết quả như ý. Đang khi đó đó, nếu mạnh dạng đánh giá lại nghi thức tụng niệm của thời Thanh Trung Hoa mà Việt Nam đang kế thừa đó, chúng ta không thể tìm thấy các yếu tố này ở đâu. Đang khi triết lý Phật đó, thì quá nhiều như là những viên kim cương, mà thực tiễn đó chúng ta mới chu cấp đó, những viên si cô la cho Phật tử tại gia thôi. Thì đó là một sự lỗ lã rất lớn. Thì từ cái điểm xuất phát đó đó, tôi rất nhiều lần và chấp nhận cái sự bị cô lập ở trong nước cũng như là bị chống đối ở nước ngoài, cũng như là sự ngộ nhận và thậm chí là chụp mũ đủ thứ hết, để tôi nói lên một cái điều là mong làm sao các bậc lãnh đạo giáo hội của nhiều giáo hội và tăng ni ở trong và ngoài nước á, sớm nhận ra được vấn đề cảnh báo này, để cùng tạo ra một chất xám tập thể, tìm kiếm một giải pháp tập thể cho những vấn đề mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Vì đây không phải là vấn đề của riêng ông Thích Nhật Từ, mà là vấn đề của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Nhưng rất tiếc đó, là những cảnh báo đó và những kêu gọi đó thực tế nó trở thành là chưa được một con chim én lẻ loi giữa mùa xuân. Rất là khó. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi đề cao chính mình, nói chỉ muốn tìm kiếm cái sự thông cảm thôi từ người nghe. Và từ cái sự thông cảm đó đó, chúng ta cùng ngồi lại trong cái kho tàng kinh, tức là chân lý, kho tàng luận, tức là triết học, kho tàng luật, tức là đạo đức. Chúng ta tìm kiếm ra những đoạn kinh, những bài kinh giải quyết được vấn đề này. Từ năm 2009, Quỹ ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc đó, thành lập ra một nhóm các học giả
để biên soạn quyển Common Buddhist Text. Thì tôi và giáo sư Lê Vịnh Thác cũng như Hòa Thượng Thích Tời Sĩ đó được bầu chọn vào mảng kinh điển Đại Thừa. Và ủy ban đã giao cho tôi một vai trò đó là tuyển chọn tất cả các kinh Đại Thừa mà tôi cho rằng đó nó thích hợp với mục tiêu của quyển này đó, để làm cái nền tảng thảo luận. Và sau vài năm thảo luận thì ủy ban đã hoàn tất một ấn bản cuối cùng, và vào ngày 4 tháng 5 2017 vừa qua đó thì ủy ban đã chính thức xuất bản bằng ấn bản bằng tiếng Anh và ấn bản bằng tiếng Thái. Quyển này đó là 500 trang, co chữ 11, dịch sang tiếng Việt thì có thể bằng 1.000 trang. Thì đây là một cái quyển không phải là tuyển tập các bài kinh, mà là tuyển tập những vấn đề Phật học quan trọng nhất, chia làm đó là ba cái cấu trúc liên hệ với đến Đức Phật lịch sử, liên hệ đến chánh pháp của Đức Phật lịch sử và liên hệ đến tăng đoàn của Đức Phật lịch sử. Và cứ mỗi một phân chủ đề đó thì gồm có ba nguồn kinh điển, là kinh điển Bali, rồi kinh điển Đại Thừa và kinh điển Mật Tông. Thì lãnh đạo bao gồm tăng thống, chủ tịch của các giáo hội Phật giáo đến từ 85 quốc gia đã thống nhất thông qua lần cuối vào năm 2016 và mấy lần trước đó. Thì tôi tin rằng là với cái ấn bản này đó, mặc dù nó chưa phải là hoàn chỉnh như ý muốn, nhưng ít ra đó nó gợi mở cho chúng ta về cái vấn đề đó là chúng ta cần phải có một cái quyển là kinh điển chung, để cho bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc vào đó có thể hiểu được toàn bộ một đạo Phật bao quát, chứ không phải đạo Phật Pháp Môn nữa. Vì đạo Phật Pháp Môn nó chỉ là một bài kinh thôi, hoặc là ba bài kinh là nhiều, và xem nó như là cánh cửa đi vào chân lý Phật, thì tôi nghĩ rằng là nó rất là thiển cận và nó rất là hạn hẹp. Cho nên chi bằng mình mở ra một cái cánh cửa đó. Như vậy nói cái điều này ra thì tôi muốn chia sẻ rằng là cộng đồng Phật giáo thế giới đã nhìn ra vấn đề đó. Vấn đề còn lại là cộng đồng Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Thì tôi phát tâm sẽ dịch quyển này ra tiếng Việt và sẽ xuất bản ấn tống vài chục ngàn quyển, để cho những người hữu duyên đó có thể thấy cái khuynh hướng của là cộng đồng Phật giáo thế giới đã làm và đang làm. Và do đó cũng tham chiếu lại với Việt Nam, chúng ta cũng cần phải làm một cái gì đó trên nền tảng đó để phong phú hóa cái nội dung tâm linh, thực phẩm tâm linh trong các nghi thức đọc tụng mà theo tôi trước đây đó chúng ta chỉ dừng lại một phương diện của tín ngưỡng mà thôi. Xin mời câu hỏi khác. Xin cảm ơn thầy và xin mời vị kế tiếp.